quý quý vị, quý vị đầu tư trên toàn quốc. Hôm nay nhà SG sẽ giới thiệu quý cô chú quý anh chị dãy nhà phố của dự án Đông Tân Long này, nằm trên đường liên phường của thành phố Thủ Đức. Dự án này là rộng 160 hectare. Có nhiều phân khu, có một cái hồ nước lớn. Ở đây là các cái đường bàn cờ đã rạch sẵn từ năm 2018 đến giờ. Dự án này là bắt đầu hình thành từ năm 2006 của Bộ Xây dựng. Nhưng mà sau này thì chuyển nhượng lại cho các nhà đầu tư tư nhân. Quý vị thấy đây là hạ tầng của dự án Đông Tân Long nè. Nhà phố này thì đi vào là bằng đường Xuân Mai, Thái sẽ vào dạo xung quanh dự án này trước, xong rồi mình sẽ đến cái khu nhà 20 căn nhà phố mà bên Thái đã nhận được ký gửi từ một chủ đầu tư ở dự án này nhé. Thì dự án này là rộng 160 hectare, nhưng mà gần khoảng là 50% là cư dân đã vào sinh sống rồi đó. Sống và kinh doanh đây cũng đã là 4 năm, 2 năm, là cũng là 8 năm rồi. Dự án này bao xung quanh là gồm có dự án này nằm gần đường Vành Đai 2, là nằm giữa đường Vành Đai 2 và đường Vành Đai 3. Giữa dự án thì có đường liên phường cắt qua. Có một mặt tiền là đường Nguyễn Duy Trinh nữa. Có một cái cổng vào là cổng vào đường Nguyễn Duy Trinh. Dự án này thì gồm có nhiều dãy nhà phố và nhiều dự án chung cư. Nhưng mà hiện tại thì từ năm 2018 đến giờ thì chưa những cái tòa nhà chung cư thì chưa có dựng nên, mà chỉ là hiện tại thì chỉ có nhà phố đang đi vào hoạt động thôi. Đây là cái công viên hồ nước lớn nè. Hồ này là hồ nhân tạo nha quý vị. Đây là đường phố của dự án, quý vị nhìn nè, rất là bài bản. Ở đây thì rất nhiều cây xanh, rất là mát, cảm giác là đi dạo trong này rất là mát. Và bây giờ mình sẽ dạo một vòng qua các cái căn nhà phố đang chào bán ở đây nhé. Nó sẽ như thế này, thì giá chào bán của mỗi căn nhà phố ở đây á, sắp tới đây thấy cho mọi người xem á, là rộng từ 5m đến 5,5m, chiều sâu vào là từ 25 đến 27m sâu. Nhà đã xây sẵn một trệt hai lầu, phía trước có cái sân, và giá chủ nhà, chủ đầu tư ký gửi cho bên mình là 8 đến 9 tỷ một căn.
mà đi đến được vậy nha. Mình lấy cái góc là từ khu đô thị xa la của đường Mai Chí Thọ đi, mình đi qua đường Đồng Văn Cống nè, xong rồi đến đường Võ Chí Công thì rẽ phải, rẽ phải xuống tới đường giao thông Phú Hữu á, thì mình đi vào đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Duy Trinh đi vào rẽ trái đi vào đường Lã Sơn Hoa á, thì sẽ đến được tới dự án này, dự án rộng 160 hectare này. Để mà so sánh thì so sánh những cái dự án lớn như này thì mình có thể so sánh với Vinhom Grand Park 9, VCT 9. Và đây là cái dãy nhà phố 20 căn nhà phố mà bên mình đang chào bán đây quý vị. Đây là một cái căn góc nè, căn góc này á, thì căn góc này là đã có người dân họ đã mua rồi, còn trên này, căn góc trên này á, là giá của nó là 11 tỷ, còn những cái căn nhà phố bên này á, là ít hơn. Nhà phố mua mặt tiền á, thì dao động từ 8 đến 9 tỷ, có ngân hàng hỗ trợ. Là bên mình dự án này á, là có ngân hàng BIDV và ngân hàng Vietcombank là sẵn sàng hỗ trợ quý vị vay vốn. Chỉ cần quý vị chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 30-50% là mình đã sở hữu nhà rồi. Hiện tại thì những cái căn nhà này á, là hợp đồng mua bán, nhưng mà sau khi nhà đã hoàn công á, thì chuyển thành sở hữu tư nhân, sổ hồng cá nhân của quý vị. Đây là mặt trước, phía này là mặt sau của dự án, và phía sau của dãy nhà phố 20 căn. Đây là cái căn nhà phố của mình nè quý vị. Ngang 5m đến 5m rưỡi, chiều sâu từ 25-27m, nhà một trệt hai lầu, có cái sân nhỏ phía trước, sân này là đủ đậu ô tô. So với một cái căn nhà hẻm trong ở quận 3 hoặc quận Bình Thạnh thì giá của nó cũng dao động từ 10 đến 11 tỷ rồi. Đây là cái căn gốc hai mặt tiền, nhà giá thì nó cao hơn, 10 tỷ 9. Đây là cái căn góc mình đang nói nè anh chị. Nhà về phía này là hướng bắc. Hướng này là hướng nam, hướng đông. Còn hướng này là hướng nam, hướng tây bên này. Đây là kết cấu của căn nhà mình xây sẵn rồi nè quý vị. Sân, tường rào, cổng, cửa. Đi ra đây. Sân trước, sân sau. Đây, cái nhà mình nó sẽ dài ra như thế này anh chị nè. Đây là cái bờ tường của mình nè. Chung là cứ một lô đất như vậy là sẽ có hai nhà đấu đua nhau. Như với anh chị nhìn cái nhà mẫu bên này nè, là phía sau nó có một cái khoảng không sân sau. Cái nhà màu xám này cũng vậy, phía trước là có một cái sân, có hàng rào cổng. Phía sau nó có một cái khoảng sân sau nhỏ. Thái đang đứng giữa 20 cái căn nhà phố, nhà 20 căn nhà này á, là của chủ đầu tư tư nhân, người ta mua lại
của chủ đầu tư HUD Hub. Đó thì quý vị nhìn là những cái căn mà nhà mới xây luôn á, là đang chào bán. Tổng hết cái khu này á, xung quanh này là hết là 20 căn. Hai căn này là mới xây luôn. Đó, cứ một căn như vậy là từ 8 tỷ đến 9 tỷ, riêng căn gốc này á là 10 tỷ 9. Đó, như căn này nè. Thì tùy vào cái diện tích, nó sẽ có những cái căn 5 mét rưỡi thì nó sẽ 9 tỷ, còn ngang 5 mét thì là 8 tỷ. Đó, quý vị nhìn xa xa nè, căn này là cũng cùng một chỗ đầu tư luôn. Căn này. Nếu mà quý anh chị mà thiên về mình mua nhà để ở mà không, mình không thích ở trong hẻm nhà quận 1, quận 3 Bình Thạnh đi, mà không có đi được ô tô, thì nếu mình là người kinh doanh online nè, thì mình ở đây mình làm những cái công việc như là remote work from home á, hoặc là livestream để mà kinh doanh á, thì ở đây rất là phù hợp. Ở đây thì không gian rộng thoáng nè, buổi chiều thì có thể là ra đây chạy bộ nè, đường xá thì thông thoáng, ô tô để đường bên ngoài. Đường khu này là khu nội bộ, chỉ có duy nhất là giữa dự án thì có đường liên phường cắt ngang qua thôi. Thì ở đây về lâu về dài á, thì mình sống rất là yên tĩnh. Đấy, thì nếu như mà quý anh chị quan tâm đến có một cái ngân sách mà tầm khoảng là trên dưới 90 tỷ á, mà muốn mua nhà phố ở thành phố Thủ Đức á, nhất là quý anh chị mà ở tỉnh, các nhà đầu tư mà ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nè, hoặc là ở Đồng Nai, thì mình nên cân nhắc là cái mua nhà ở cái khu liên phường này. Về kết nối giao thông là mình có thể là mình về biển Vũng Tàu được nè, mà đi làm đi vào lại trong thành phố Sài Gòn thì nó cũng đi vào thì cũng rất nhanh, đi qua Mai Chí Thọ, đi vào Thủ Thiêm và đi vào trung tâm quận 1, quận 3. Nó sẽ thoải mái hơn là khi mình mua một cái căn nhà hẻm đường nội bộ, thì giá nó cũng tương đương nhưng mà sống qua đây sẽ thoải mái hơn. Thì nếu mà quý anh chị cảm thấy mình phù hợp với khu này thì liên hệ với kênh với Thái. Thì về hồ sơ pháp lý thì bên công ty của Thái cũng đã rà soát, khảo sát rồi thì mới nhận ký gửi và chào bán giải nhà phố này. Cảm ơn quý anh chị, mình xin phép kết thúc video tại đây nhé.